Giới trẻ giờ sống rất là đơn giản, thích ăn lẩu nướng ngon mà không gian ngoài trời mát mẻ, gió tự nhiên, mùi hương hoa cỏ này nọ, chứ không thích máy lạnh ngột ngạt, thích không gian chiêu chiêu như Đà Lạt mà không muốn đi xa quá 3 cây số, vừa có không gian riêng tư lại đông vui náo nhiệt, vừa thích được nướng tại bàn để nghe âm thanh xì xèo từ thịt và hải sản, đồng thời cũng ngại ám mùi khói vào quần áo và tóc tai. Nghe xong cái hết muốn mở tiệm luôn ha. Nhưng mà đáp ứng được các yêu cầu đó thì sẽ hốt bạc. Tiệm nướng Cuồng Nộ này là minh chứng rõ ràng nhất nè, đông từ thứ hai tuần này tới thứ hai tuần sau luôn mấy hữu. Tiệm nướng Cuồng Nộ ở đường Trần Não này theo phong cách gọi món à la carte. Món nướng và lẩu ở đây thơm ngon đậm đà, thích hợp lai rai. Nấu nướng sẵn thì có heo rừng ống tre nè, với phần da dẻo dẻo ăn đã lắm nha. Ba rọ lu quay dai rộn rộm, cuốn cùng lá mơ chấm cùng mắm ruốc rất là lạ miệng. Còn món bò Cuồng Nộ tên tuổi thì thấm vị đậm đà, thịt bò vẫn còn mềm ngọt, ăn cùng cà pháo, tắc và rau thơm bùng vị. Món nướng tại bàn thì có tôm tươi nướng muối ớt, lõi bò nướng mắt kháng với miếng bò dày. Nướng lên chín thì bò vẫn còn mềm tan, ngọt nước, chấm cùng sốt ớt xanh cay cay ăn đã lắm. Mấy hôm mà trời mưa lâm râm thì cái món lẩu gà tắm ớt sim này là số 1 luôn. Nước lẩu thơm nồng nhưng không quá cay, vị đậm đà nhưng không mặn mà là ngọt pha đắng nhẹ, dễ ăn nha. Gà được hầm kỹ nên thấm vị nước lẩu, thịt mềm không dai cứng. Nếu như bạn cũng đang tìm một tiệm lẩu nướng giống như đầu clip á thì lưu lại chỗ này hen.